Hello, xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Hoàng Hiệp, chuyên khoa tim mạch phẫu thuật tim, nguyên phó trưởng khoa mổ tim bệnh viện Nhân dân 115 và tôi có hơn 2.000 ca mổ tim thành công. Ngoài ra hiện nay tôi có mở một phòng khám ngoài giờ chuyên khoa về tim mạch và tiểu đường. Tôi chuyên tư vấn về những cái chữa những cái bệnh tim mạch, tiểu đường mà không phải dùng thuốc tây. Và chủ đề hôm nay tôi xin chia sẻ với cô chú anh chị một chủ đề rất là hay, đó là chủ đề 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn. 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn. Nếu bạn biết được 7 vị bác sĩ tốt nhất của mình là ai và bạn có thể chăm sóc cơ thể mình thì bạn sẽ có luôn luôn một sức khỏe mạnh và cường tráng. Nhưng trước khi mình chia sẻ cái 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn này, mình sẽ chia sẻ các bạn một cái cơ chế rất là hay của cơ thể, đó chính là cơ chế tự sửa chữa. Chúng ta vẽ làm cái hình. Ví dụ đây là cái hình, đây là cơ thể của chúng ta. Đây là cơ thể. Chúng ta ghi đây. Cơ thể. Cơ thể của chúng ta. Đây là cơ thể. Cơ thể của chúng ta có rất nhiều bộ máy ha. Thức ăn chúng ta ăn vào và những bộ máy này sẽ chuyển hóa thức ăn. Chuyển hóa thức ăn để tạo ra năng lượng, để tạo ra những cái mô, để tạo ra những tế bào, để tạo những hóc môn để giúp cho cơ thể hoạt động một cách trơn tru mạnh khỏe. Thì cơ thể nó chính là một bộ máy, và tôi gọi ở đây là những cái bộ máy chuyển hóa. Đây là bộ máy chuyển hóa. Tất cả thức ăn gì chúng ta ăn vào sẽ được cái bộ máy chuyển hóa này nó chuyển hóa thành cái dạng năng lượng của cơ thể, thành tế bào cơ thể, thành cấu trúc hóc môn của cơ thể, vân vân. Gọi là bộ máy chuyển hóa. Ngoài ra chúng ta còn một cái bộ máy là bộ máy sản xuất tế bào. Khi tất cả những tế bào già chết đi thì sẽ có những cái tế bào mới sinh ra, và cái điều này được thực hiện bởi một cái cơ chế là bộ máy sản xuất tế bào. Đó. Đây là bộ máy sản xuất tế bào. Và ngoài ra, để những bộ máy hoạt động trơn tru thì đa số mọi người chúng ta quên rằng cơ thể chúng ta còn một cơ chế rất là hay. Và cơ chế này thì đã được giải Nobel y học cách đây 10 năm của những nhà khoa học châu Âu. Cơ chế này đó là gì? Cơ thể chúng ta là một cơ thể hoàn chỉnh và nó một cơ chế đặc biệt, đó là cơ chế tự sửa chữa. Cơ chế tự sửa chữa. Chính cái cơ chế tự sửa chữa này nó sẽ giúp cho cơ thể thích ứng, thích nghi và sửa chữa tất cả những cái loại hư hỏng, hỏng hóc của bộ máy chuyển hóa, của bộ máy sản xuất tế bào. Miễn là chúng ta cung cấp cho nó một cái điều kiện đúng, một cái môi trường đúng, một thức ăn đúng, một cái môi trường đúng. Nếu chúng ta cung cấp và chúng ta khai mở được cái cơ chế tự sửa chữa này thì chúng ta, cơ thể chúng ta sẽ tự chữa lành. Và đây chính là vị bác sĩ tốt nhất của cơ thể. Vị bác sĩ tốt nhất của cơ thể chúng ta đó là cơ thể tự sửa chữa. Và tôi tin rằng cơ thể chúng ta là một cơ thể rất tuyệt vời, có khả năng tự sửa chữa. Và tất cả những cái bệnh mãn tính, nếu chúng ta ăn uống đúng, sinh hoạt đúng cho môi trường tốt thì chúng ta không phải dùng đến thuốc tây và không phải lệ thuộc thuốc tây, và qua một người tự do về sức khỏe, không phải dùng thuốc tây. Thì đây là cơ chế tự sửa chữa. Như vậy chúng ta phải có cơ chế tự sửa chữa. Tiếp theo chúng ta sẽ học cái gì, những yếu tố nào để giúp cho ích cho cơ chế tự sửa chữa này nó phát triển một cách tốt, tốt nhất, hoàn hảo nhất. Và khi các bạn biết được những cái yếu tố này thì các bạn luôn luôn có sức khỏe dồi dào. Và chúng ta qua cái phần kế tiếp, đó là 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn. Ok, 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn. Như tôi đã nói là cơ thể mình có cơ thể chế tự sửa chữa, do đó các bạn không cần phải bác sĩ ở ngoài, bác sĩ tự bên trong mình, và mình kiểm soát được những cái vị này thì các bạn sẽ có một cơ thể rất là tuyệt vời và không bao giờ bị ốm đau bệnh tật. Mà dù có bị bệnh ốm đau bệnh tật đi nữa thì cơ thể nó cũng tự sửa chữa. Như vậy 7 vị bác sĩ tốt nhất của bạn là ai, là những bác sĩ nào? Chúng ta hãy cùng nhau vẽ một cái sơ đồ để chúng ta nhớ lâu, dễ nhớ.
Chúng ta sẽ vẽ ở đây một cái đỉnh tam giác đều. Tam giác đều. Ok. Ba đỉnh theo chúng ta đã có ba vị rồi, ba vị bác sĩ rồi. Chúng ta nối ba đỉnh này với nhau. Tạo thành một tam giác đều. Chúng ta lại tiếp tục vẽ thêm ba đỉnh nữa. Là chúng ta đã có 6 đỉnh. Ở đây là chúng ta đã có 6 vị bác sĩ. Và như vậy ở giữa chúng ta có 1 vị bác sĩ nữa, đó là 7 vị bác sĩ tốt nhất. Ở đây. Mỗi vị bác sĩ mình sẽ khoanh màu đỏ, màu xanh cho nó phân biệt. Vị bác sĩ đầu. Vị bác sĩ thứ hai. Vị bác sĩ thứ ba. Vị bác sĩ thứ tư. Vị bác sĩ thứ thứ năm ha. Vị bác sĩ thứ sáu. Và vị bác sĩ thứ bảy. Chúng ta có 7 vị bác sĩ. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. Đúng không? 5 6 7 vị bác sĩ. Ok. Ở giữa bác sĩ quan trọng nhất chúng ta có, đa số mọi người quên, vị bác sĩ này là quan trọng cực kỳ, viết ở giữa. Viết ở giữa. Đó là trạng thái tích cực. Năng lượng tích cực, trạng thái tích cực. Trạng thái tích cực. Ví dụ như là yêu thương. Yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc, biết ơn. Vui vẻ. Hạnh phúc, biết ơn. Vân vân, còn rất nhiều vị bác sĩ tích cực ở đây. Trạng thái tích cực cơ thể, trạng thái yêu thương, giúp đỡ mọi người, nó tạo ra một năng lượng để chúng ta luôn khỏe mạnh. Trạng thái vui vẻ, hạnh phúc cho ta năng lượng để chúng ta luôn khỏe mạnh. Và cái này nó chiếm hơn 50%, giúp cho chúng ta có một cơ thể cường tráng. Vị bác sĩ quan trọng nhất tôi để trung tâm, gọi là trung tâm. Vị bác sĩ kế tiếp mà quan trọng mà mọi người mà mọi người không bao giờ mà quên được ha, đó chính là gì ạ? Đó là không khí phải thở. Chúng ta sống thì phải không khí để thở. Không khí, mà không khí ở đây là không khí trong lành, đúng không? Chúng ta ghi đây không khí. Không khí. Mỗi ngày chúng ta phải hít thở, mỗi giây, mỗi phút chúng ta phải hít thở. Nếu chúng ta ngưng hít thở 4 phút là coi như chúng ta chết, thiếu oxy. Do đó chúng ta hít thở không khí. Không khí ô nhiễm bụi bặm thì gây bệnh. Còn không khí trong lành, không khí sạch, không khí trong lành, không khí tinh khiết thì chúng ta mạnh khỏe. Đây mình ghi là không khí trong lành ha. Trong sạch. Quan trọng. Vị bác sĩ thứ ba quan trọng đó chính là nước uống. Nước uống. Nước uống là cái nguồn cơ thể chúng ta cần mỗi ngày. Cơ thể chúng ta hơn 70%, gần 80% là nước. Mà cái nguồn nước này là tạo nên cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta không có một nguồn nước sạch cho vào hàng ngày thì cơ thể chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Chúng ta cho nước bẩn vào, chúng ta nước ô nhiễm vào, nước nhiễm hóa học vào, nhiễm trì, nhiễm độc vào thì chúng ta gây bệnh. Chúng ta uống nhiều cồn, uống bia rượu nhiều thì chúng ta bị bệnh. Chúng ta uống nhiều nước ngọt, nước mà nhân tạo nhiều không thì chúng ta bị bệnh. Chúng ta phải là nước uống tinh khiết. Nước uống tinh khiết thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Đó. Nước uống tinh khiết. Rồi. Một cái quan trọng. Chúng ta nhịn thở là 4 phút là chúng ta không sống được. Chúng ta nhịn uống 4 ngày là chúng ta cũng không sống được. Chúng ta phải uống. Và quan trọng thứ ba là phải là chúng ta có thức ăn. Thức ăn. Nếu các bạn ăn thức ăn bẩn, thức ăn thối, thức ăn dơ thì chúng ta sẽ bị bệnh. Thức ăn nhiều hóa chất, chất độc. Chúng ta thức ăn sạch, thức ăn tinh khiết, thức ăn thông minh nha. Thức ăn sạch nha. Thức ăn sạch nha. Thức ăn thông minh.
Thức ăn thông minh là sao? Thức ăn thông minh là thức ăn đó, nó giúp cho mình là cơ thể ăn vô, thức ăn nó biết đến chỗ nào nó cần đến, nó cần đi đến chỗ nào nó cần đi, gọi là thức ăn thông minh. Còn thức ăn ngu ngốc là thức ăn gây bệnh, thức ăn gây rối loạn cơ thể, đó là thức ăn gây bệnh. Như vậy chúng ta đã có bốn vị bác sĩ rồi. Vị bác sĩ thứ năm cũng cực kỳ quan trọng, là chúng ta phải nhớ ha, đó là đây chúng ta có là ánh sáng mặt trời, vận động tập thể dục, chúng ta ghi vào đây nhé. Ánh sáng mặt trời, ở đây là ánh sáng mặt trời chứ không phải là ánh sáng bình thường. Ánh sáng mặt trời giúp cho nhiều cơ thể mình tiếp xúc ánh sáng mặt trời, tổng hợp được nhiều vitamin D, nhiều vitamin khoáng chất được chuyển hóa, đó là ánh sáng mặt trời. Ngoài ra chúng ta phải có vận động ha, vận động thể dục ngoài trời, vận động thể dục ngoài trời thì tốt hơn trong nhà, quý vị lưu ý. Vận động thể dục mỗi ngày ít nhất 30 phút, tắm nắng ít nhất 30 phút. Rồi ở đây chúng ta một cái vị rất là quan trọng ở đây, đó là năng lượng kết nối. Năng lượng kết nối, chúng ta sống không bao giờ chúng ta sống trên một cái ốc đảo, mà chúng ta sống với gia đình, với bạn bè, với cộng đồng, với xã hội. Do đó chúng ta phải có năng lượng kết nối, truyền thông tin qua lại, thì đây là năng lượng kết nối. Nếu mình không có năng lượng kết nối tốt, mình có những mối quan hệ không tốt thì sức khỏe mình sẽ bị ảnh hưởng ha. Mối quan hệ tốt, mối quan hệ cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn có những mối quan hệ xấu làm giúp cho bạn căng thẳng, lo lắng, bất hạnh thì sức khỏe của bạn sẽ kéo theo bất hạnh ha. Mối quan hệ mà xấu ảnh hưởng đến sức khỏe rất nặng nề. Rồi chúng ta có cộng đồng. Cộng đồng là những cái gì mà chúng ta tương tác hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Và nếu quan hệ với cộng đồng không tốt thì chúng ta cũng không có một sức khỏe tốt. Do đó đây là vị bác sĩ rất quan trọng. Và đấy là đã 6 bác sĩ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta có bác sĩ thứ 7. Bác sĩ thứ 7 cũng cực kỳ quan trọng và mang năng lượng cao nhất, đúng không? Bác sĩ này chính là bác sĩ suy nghĩ, ý nghĩ của chúng ta ha. Những cái ý nghĩ của chúng ta, ý nghĩ tích cực, ý nghĩ tốt, ý nghĩ mạnh mạnh mẽ thì chúng ta khỏe. Còn ý nghĩ tiêu cực, ý nghĩ xấu xa ha, ý nghĩ bẩn thỉu thì chúng ta bệnh. Đó, ý nghĩ ở đây là tâm linh ha. Niềm tin. Chúng ta nghĩ rộng ra, nghĩ lớn ra, nghĩ bao quát ra ha. Ý nghĩ về tâm linh, về niềm tin, ý nghĩ về vũ trụ. Hãy nghĩ về vũ trụ bao la xem tại sao chúng ta lại có một quả đất xinh đẹp như thế này, và lại có một mặt trăng, một cái vệ tinh quay xung quanh chúng ta một cách hoàn hảo như vậy, để chúng ta có một tháng 30 ngày hoàn hảo như vậy ha, và chúng ta 24 giờ quay quanh mặt trời hoàn hảo như vậy. Hãy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ thấy sự kỳ diệu của vũ trụ chúng ta đang sống. Như vậy hãy có ý nghĩ, có suy nghĩ tốt, tốt tích cực, các bạn sẽ có năng lượng tràn trề. Như vậy nếu các bạn đảm bảo 7 cái vị này luôn luôn hiện diện làm bạn với mình thì chúc mừng các bạn đã có 7 vị bác sĩ tốt nhất của mình, và các bạn sẽ khai mở được cái cơ chế tự sửa chữa trong cơ thể. Và khi mình khai mở được cơ chế tự sửa chữa trong cơ thể rồi thì các bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe và không bao giờ phải phụ thuộc vào thuốc tây. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hãy luôn làm bác sĩ cho chính mình. Bye bye.